Vì sao tôi vì con yêu mẹ. Bạn bà ơi. Được thôi. Thế mình ngồi đây, mình ngồi xem mình vì bà yêu mẹ. Ngồi. Ui rồi. Ui có bao nhiêu bạn voi đếm không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bạn voi đội mũ nhọn này. Bạn voi. Bạn voi lắc vòi này. Bạn voi đu này. Bạn nhiều voi. Vì sao tụi em? Vì con yêu mẹ. Đúng rồi. Bé voi Lulu lúc nào cũng bảo với mẹ rằng con yêu mẹ lắm. Con yêu mẹ lắm. Lulu còn bảo con yêu mẹ khi con đội con được mũ nhọn này. Rồi bảo con yêu mẹ lúc con đu mưa canh cây. Đâu đâu mới đi tắm. À rồi cả con yêu mẹ cả lúc con ở chân đấy. Ủa bạn đi tắm được nhiều sà bông không? Ủa có cả bạn thịt nè. Bạn gì đấy? Bạn cá nè. Bông. Còn bông này. Ủa sà bông này. Sữa bông đi tắm không nè. Ui cọ cọ cọ. Rửa thật sạch. Cọ cọ cọ. Nhưng mà mẹ voi vốn tính tò mò nên luôn đặt câu hỏi. Vì sao ấy nhỉ? Vì sao ấy nhỉ? Con yêu mẹ vì mẹ cao lớn nhất. Lulu trả lời. Mẹ thương mẹ cái lắm. Đâu rồi? Và mẹ giỏi nhất. Ui mẹ dùng quà mà nâng được Lulu lên nè. Ui mẹ còn biết chơi nhạc cụ nè. Ui và mẹ còn cả biết tập thể dục nữa nè. Chỉ vậy thôi à. Mẹ voi vừa thay bóng đèn vừa nhỏ nhẹ hỏi. Mẹ đang thay bóng đèn. Ui bạn vòng tay. Ui bạn voi xoay đèn. Ui bạn voi đấy. Ồ không đâu, con yêu mẹ vì mẹ xe đạp. À, mẹ biết đi xe đạp. Rồi vì mẹ biết xây lâu đài. Cả ồ bố. À đúng rồi, bố đang tắm không? Vâng là xem cho mình tắm đấy. Mẹ voi nó hỏi với mẹ rất thích thú. À. Và cả vì chúng ta sẽ cưới nhau. Mẹ và con. Ôi bố voi từ phòng tắm đi ra mặt bố voi bây giờ chuyển thành máu. Đỏ rồi, chắc bố voi giận dữ lắm. Bố bảo không được đâu. Chuyện đó thì không được đâu nhé. Bố đã cưới mẹ rồi mà. Đúng vậy đây. Mẹ với bố thì cưới nhau. Còn sau này lớn lên con sẽ phải tìm một bạn voi khác để cưới. Mẹ voi cũng nói thêm. Mẹ ơi cưới mẹ. Mẹ ơi con yêu mẹ vì mẹ âu yếm bố. Con yêu mẹ lắm. À thế hả? Tôi luôn mong mắn nói thêm. Vì mẹ chẳng hiểu gì cả nên con sẽ giải thích cho mẹ nghe nhé. Con yêu mẹ Lavi. Mẹ là mẹ của con. Vậy thôi. Hôm nay mẹ không hỏi con nữa. Mẹ nói với Lulu. Mẹ yêu con. Thế con yêu mẹ chừng nào? À cao thật là cao.